Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Cơ Điện Lạnh Công Sơn. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách chúng ta xử lý tủ mát Sanaki. Thì tủ mát này thì thông thường thì nó rất là bền các bạn, vì cái đời đầu này á là dàn nhôm và dàn đồng của nó rất là tốt các bạn nha. Cho nên là về phần ga và lốc nén rất là tốt. Thì tủ này thường là chạy cũng khoảng tên hơn 5 năm rồi nhưng mà máy vẫn còn ngon lắm. Thì nó thường xuất hiện một số cái lỗi bệnh thường gặp của tủ này đó. Thứ nhất là nó hư quạt dẫn nóng, giải nhiệt dẫn nóng. Thứ hai là hư quạt giải nhiệt dẫn lạnh. Và thứ ba là hư thermostat. Thì các bạn thấy rằng là trong tủ này thì nó xuất hiện hiện tượng là đóng đá dẫn lạnh các bạn. Thì thông thường tủ mát thì nó sẽ chạy nhưng mà nó sẽ không gây đóng đá dẫn lạnh dài như vậy đâu. Thì nguyên nhân chính thì có thể là thứ nhất là chúng ta hư hỏng cái quạt đối lưu này, quạt dàn lạnh. Cái thứ hai nữa có thể là hư hỏng thermostat. Thì để thực hiện sửa chữa tủ này thì chúng ta buộc phải là dùng máy sấy để chúng ta tiến hành chúng ta sấy cái phần đá cho nó tan chảy ra thì chúng ta mới mở được cái nắp. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái nắp ra các bạn nha. Và đây các bạn thì đây là cái phần quạt dẫn lạnh. Thì khi mình mở ra thì mình cắm điện thì quạt dẫn lạnh vẫn quay các bạn nha. Đang quay rất bình thường. Như vậy thì là chứng tỏ điều rằng là quạt dẫn lạnh của chúng ta nó vẫn còn. Thì chúng ta loại trừ được khả năng là nguyên nhân là do quạt dẫn lạnh. Thì để kiểm tra quạt dẫn lạnh thì các bạn nếu mà các bạn thấy quạt dẫn lạnh không quay thì chúng ta sẽ đi tiến hành chúng ta đo cái điện trở của cuộn dây của quạt. Để từ đó chúng ta xác định được rằng quạt đã hỏng hay là còn. Đấy, như vậy thì trong trường hợp này thì là quạt dẫn lạnh vẫn chạy ok. Và chúng ta sẽ bỏ qua quạt dẫn lạnh. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện là kiểm tra thermostat. Thì trong video này thì mình sẽ không nói lại nữa nhưng mà mình sẽ nói sơ qua để cho các bạn kiểm tra một cách dễ hơn. Đó là thermostat thì các bạn biết rằng là nó sẽ làm ở nhiệt độ, nó chạy ở nhiệt độ dương. Thì đối với những cái tủ đông mà Sanaki á thì là thermostat nó sẽ chạy ở nhiệt độ âm. Thì thường là con thermostat nó sẽ ghi là 133 các bạn nha, chạy ở nhiệt độ âm. Nhưng mà đối với cái tủ mát này thì nó sẽ chạy cái con thermostat ở nhiệt độ dương. Nhiệt độ dương tức là từ 1 độ đến đến bao nhiêu độ đó thì nó sẽ là chạy trong cái dãy đó. Thì còn độ âm thì nó sẽ chạy ở cái dãy âm các bạn nhé, âm độ. Thì chúng ta để test thermostat thì các bạn chuẩn bị cho mình là một viên đá lạnh. Chúng ta sẽ chườm cái đầu bầu cảm biến của thermostat vào trong đá lạnh để chúng ta kiểm tra sự tác động của thermostat các bạn nha. Thì tùy theo nhu cầu thì thông thường thì cái thermostat này các bạn có thể chỉnh cho nó phù hợp. Ví dụ trường hợp mà dàn của chúng ta nó đóng đá nhiều quá thì các bạn sẽ buộc phải chỉnh cái thermostat chúng ta nó nhỏ lại về hướng về mình và chúng ta vặn ngược chiều kim đồng hồ để chúng ta chỉnh nó nhỏ lại. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta thấy là tủ chúng ta chạy lâu và lâu ngắt thì gây đóng đá dàn lạnh á, thì chúng ta sẽ chạy chỉnh về ngược về chiều, nhiều ngược về chiều 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 kim đồng hồ. Còn nếu mà chúng ta thấy là nó chạy liên tục nhưng mà không lạnh á, không độ lạnh không sâu thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ vặn cái thermostat này về theo cái chiều cùng kim đồng hồ. Và như vậy thì chúng ta khi chúng ta chườm vào đá thì thermostat sẽ tác động theo từng nấc mà chúng ta cài đặt. Ở đây mình sẽ dùng một thermostat dàn lạnh của dàn lạnh tủ lạnh bình thường các bạn nha. Mình sẽ đặt vào vị trí này và bạn lưu ý rằng là thermostat của hãng á, người ta sẽ đặt ở phía trên của trên cùng của cái mặt tủ trong cái ngăn này. Nhưng mà chúng ta thì đối với mình thì mình sẽ đặt nó ngay gần cái quạt này, gần quạt để nó cảm nhận được cái nhiệt độ của môi trường tốt hơn, trong cái tủ tốt hơn. Đấy. Thì các bạn là để ý nếu mà tủ chúng ta khi mà chạy
khoảng một thời gian, nhưng mà cái đá bám trên nhằn lạnh nó không tan thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chỉnh nó nhỏ lại một tí nữa để cho tủ chúng ta nó có đóng ngắt và nó có thời gian nghỉ. Thì một số trường hợp khác làm cho cái tủ chúng ta thì bị đóng đá thì có thể là như có trường hợp mình đã nói rồi, thì nó cũng có nhiều trường hợp đó là giàn lạnh chúng ta nó quạt giàn lạnh nó giải nhiệt không tốt, giàn nóng như vậy thì quạt giàn lạnh nó có thể là bị hỏng hoặc là lúc chạy lúc không, thì đó là một số trường hợp nó cũng sẽ gây ra. Thì như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta xử lý tủ massage Naki đóng đá giàn lạnh. Hy vọng rằng video này nó sẽ phù hợp và bổ ích cho một số bạn khi chúng ta tiến hành chúng ta sửa những cái tủ mà nó xuất hiện những cái hiện tượng như này, mà chúng ta có thể là sửa tại nhà và chúng ta không cần phải gọi thợ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.